Rồi, chào mừng anh em trở lại kênh Miệt Vườn Trà Vinh nha. Hôm nay mình tiếp tục review cái ruộng ớt tơ đang chuẩn bị thu hoạch nhà mình nha các bạn. Đấy, đây là cái view của vườn ruộng ớt tơ nhà mình này. Này, các bạn để ý cái trái này. Quá trời trái, thấy không? Một cái cành nhỏ như này mà cái trái cỡ này. Các bạn để ý thấy trái không? Quá trời trái luôn. Đó, nhìn ở trong nó đậu. Cái này ớt tơ nha. Đấy, thì hy vọng là sắp tới, cái khoảng thời gian sắp tới mà cái giá cả nó ổn định cái thì ở dưới mình cũng khá là ổn nha các bạn. Đấy, cái ruộng ớt này. Đây là cái rãnh ớt nhà mình này. Đấy. Ở đây nhà mình trồng thì vẫn trồng màng phủ nha các bạn, vẫn trồng màng phủ và thời gian này thì chủ yếu là tưới nước liên tục nhá. Đấy, cái thằng ớt tơ này đợt này nó đang trái quá trời trái luôn. Đấy, trái trái nào trái đấy rất là to nha. Đấy. Dưới này thì sau khi cái ruộng ớt trước nhà mình nó bị cái bệnh vàng lá thì đến cái ruộng ớt này thì đã rút được kinh nghiệm là mình sẽ theo dõi liên tục nha các bạn. Đấy, tránh cái trường hợp cái cây nó bị vàng lá là sẽ bị đuối sức nha. Đấy, cái view ruộng ớt nhà mình đây. Đấy, rất là rộng này. Đấy, các bạn để ý thấy không? Trồng rất là nhiều ớt nha. Năm nay trồng cực kỳ nhiều ớt nha các bạn. Đấy. Anh chị em nào mà có quan tâm đến giá ớt hay là có quan tâm đến cái quy trình trồng ớt thì nhớ đăng ký kênh ở phía dưới video nha. Để mỗi lần mình ra những video mới nhất thì mọi người được cập nhật đầu tiên luôn nha. Đây, các bạn để ý cái ớt tơ này, thấy không? Cái ớt tơ to cả ngón tay của mình luôn. Đấy, cái trái ớt nó rất là to và xanh luôn. Đấy, ở dưới này nhà mình thì cái ruộng này thì nó đúng mùa của nó luôn các bạn ạ, nó không bị dính cái mùa mưa đó nên là cái cây nó lên cực kỳ tốt nha. Này các bạn để ý cái cây, một cái nhánh này nó bị nghiêng dưới này mà cái trái quá trời trái luôn này. Thấy không, cái trái này là sắp sửa thu hoạch nhá. Ớt này của mình thì giống như nó đang đợi chín chung với nhau ạ, nên hiện tại bây giờ mình chỉ thu hoạch được khá là ít những cái ớt mà nó đang có một số cái nhánh ở phía trong rồi. Đấy, một số quả ở phía trong rồi. Đấy, nó chín được bao nhiêu thì mình thu hoạch bấy nhiêu thôi, còn những cái phần ớt ở trên này thì khả năng là nó đang đợi chín chung với nhau. Đấy, cái này chắc tầm khoảng tuần hoặc 2 tuần nữa mình về thì mình sẽ quay những cái video về cái thu hoạch ớt như này để cho mọi người cùng nắm nha. Này các bạn để ý thấy không, cái cành nó sai chĩu trái luôn. Đấy, thì bây giờ là cái này thì sau khi mình đã thúc phân để cho nó ra trái thì giờ mình chỉ thúc phân để cho nó đậu trái và cái trái nó bự hơn thôi, chứ không có bón phân để cho nó ra hoa nữa nha. Đấy, cái này các bạn để ý thấy trái nhiều không? Trái này này là nó gần chín rồi này. Đấy, bắt đầu nó gần chín này. Với cái mùa nắng thì mọi người nhớ đi kiểm tra ớt liên tục nhé, kiểm tra này. Đấy, kiểm tra để tránh cái tình trạng sâu bệnh này. Như ở dưới này nhà mình này. Đấy, trồng hai luống nhé, trồng bằng màng phủ này, trồng hai luống và trồng bằng màng phủ này. Đấy, thì khi mà trồng cái khoảng cách cây ấy, thì ở trong những video đầu mình có giới thiệu cái quy trình trồng ớt á, thì mọi người cũng cứ như bấm nút đăng ký kênh ở phía dưới ấy, để mình vào kênh YouTube mình coi cái khoảng cách trồng nha. Để ví dụ như trong quá trình sắp tới nó lớn lên cỡ này này. Đấy, thì cái cây nó sẽ phủ tán ra như này nhá. Đấy, nó phủ tán để sao mà tránh cái tình trạng sâu bệnh á. Đấy, thì cái khoảng cách trồng nó khá là quan trọng nha. Thì ở trong những video đầu mình trong kênh của mình có những cái video hướng dẫn cái quy trình lên luống và trồng khoảng cách cây đầu á, thì mọi người có thể tham khảo thêm ở đấy nhá. Đấy, thì khi giờ ra như này thì cái trái bắt đầu nó đang kết trái này. Đấy. Đấy, thì giờ đây giờ trời khá là nắng và khá là thuận tiện cho cái cây nó phát triển nên là chủ yếu mình cứ cung cấp đủ nước thôi nha. Cây nhà mình giờ nó lên rất là tốt này. Đấy, mình có cái video mà cái ruộng ớt đợt trước nó bị bệnh vàng lá mà bây giờ ương lại á, chăm lại á, giờ nó cũng lên tương đương như thằng này luôn nha các bạn. Đấy, cây ớt lên tương đương như vậy luôn. Trái này là khoảng này là nó sắp chín này. Thì ở trên này mình những cái nhánh trên này nó cũng đang chuẩn bị ra hoa tiếp này. Đấy, ra hoa tiếp mà ở đây, ví dụ như phía này này. Phía này thì những cái trái này là bắt đầu nó đang bó những trái nhỏ này. Đấy, các bạn để ý thấy không? Mọi người nhớ bấm nút đăng ký kênh nha. Trong quá trình coi thì anh chị em nào mà có thắc mắc về quy trình trồng ớt á thì mọi người cũng cứ nhắn tin ở phía dưới video để cho mình sẽ hỗ trợ giải đáp mọi người luôn. Đấy. Cái này là phía trên này. Cây ớt cái lá này cực kỳ xanh nha, cái lá nó cực kỳ xanh này. Đấy, cũng nhờ được cái màng phủ. Đấy, các bạn để ý chỗ này không? Đấy, nguyên một cái ruộng ớt này mà nó xuống cái cành nó rụng xuống, nó nghiêng xuống bên dưới này, sai chiếu quả luôn nha. Đấy, đây là một cái luống ở bên nhà mình thôi nha. Đấy, mình sang một cái luống khác nha. Đấy, ở đây nhà mình còn rất là nhiều nha. Đấy. Đấy, anh chị em nhớ bấm nút đăng ký kênh ở phía dưới video nhé. Để nếu mà có cập nhật cái tình hình giá ớt á, thì mình cũng có cái làm những video cập nhật tình hình giá ớt hiện tại theo ngày ở dưới huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh nhé. Đấy, còn cái này thì hiện tại là mình đang review cái ruộng ớt của mình thôi. Ruộng ớt này thì sắp tới mình sẽ có những cái video về cái phun thuốc hoặc là cái cách bón phân á, thì mọi người cũng cứ follow kênh, đăng ký kênh để mỗi lần mình ra những video mới nhất thì mọi người được cập nhật đầu tiên luôn nha. Đấy, các bạn để ý thấy cái trái không? Trái quá trời trái luôn.
hy vọng sắp tới là cái đoạn này nó trái đều, nó chín đều này. Đấy, nó chín đều lên là nó sẽ nó chín một lượt luôn. Đấy, trái phía dưới này. Đấy, cái giá ớt thì mình cũng có những video riêng nha, video riêng cập nhật tình hình giá ớt theo ngày, nên là mọi người nhớ bấm nút đăng ký kênh nha. Đấy, đây mình theo dõi này để mình kiểm tra mấy cái phát hiện ra có sâu bệnh gì không để mình trị nha. Đấy, cái khu này là ớt thế lên, nó đang đậu trái rất là nhiều này. Thì chủ yếu là mình kích thêm phân của nó là cái phân NPK thôi. Đấy, ở đây nó sẽ có xuất hiện một số những cái trường hợp như thế này này. Đấy, thì mọi người cũng phải kiểm tra nhé, kiểm tra để mình xác định sâu bệnh để mình xịt thuốc sớm, tránh tình trạng nó lan ra hết cái ruộng nha các bạn. Đấy. Đây, thì có một số những trái chín nhỏ nhỏ ở phía dưới này. Đấy, thì sáng nay mình cũng thu hoạch được khoảng mười mấy ký thôi, nhưng mà trái nhỏ. Còn cái này thì khi nào mà nó thu hoạch rộ nữa thì mình sẽ có những cái video về cái quy trình thu hoạch, thì mọi người nhớ bấm đăng ký kênh để mình được cập nhật nhé. Đấy. Tùy một số cây, những cái cây khá là lùn, khá là lùn thôi, nhưng mà các bạn để ý ở suy gốc của nó, cái nhánh rất là nhiều nhá. Cái anh ướt này nó được giá được tốt cây không là do cái nhánh nhá. Cây mà càng nhiều nhánh á thì cái tỷ lệ đậu trái này, các bạn để ý thấy trái không? Đấy, trái quá trời trái luôn. Đấy, nó ra trái nhiều hay không là do cái nhánh của nó nha. Đấy, cái nhánh thì một phần là do mình trồng cái khoảng cách nữa. Đấy, trồng khoảng cách ở dưới mình vẫn trồng bằng cái bằng phủ này. Đấy, vẫn chăm bón ở đây, mình bỏ phân là bỏ phân vào giữa này nha. Đấy, bỏ phân vào cái rãnh giữa này, chạy dọc này. Đấy, thì cái ớt nó sẽ ăn ở trong ấy luôn, tưới nước thì tự động nó lan đều ra nha. Đấy, cái ruộng ớt này, cái view nhà mình hết đầu này luôn nha, nó chạy hết đầu kia luôn. Đấy, nên mọi người nhớ bấm nút đăng ký kênh nha. Có thắc mắc gì về cái quy trình trồng ớt thì anh em cứ comment nha, mình sẽ hỗ trợ giải đáp cho các bạn nha. Đấy, đây là cái ruộng ớt nhà mình nha. Đây, các bạn để ý thấy cái trái không, lên gớm không. Đấy, xanh, tuy cây nhỏ nhưng cái trái rất là xanh nha. Đấy, cái trái này ở dưới mình thu hoạch thì đợt này trước là mướn người là 5.000 ký, nhưng mà bữa nay lên 6.000 nha các bạn. Đấy, cái trái nó ẩn ở trong cái lá này, trái xanh, cây xanh nó ẩn ở trong cái lá nha. Đấy, rất là nhiều trái. Thì giờ chủ yếu vẫn mất đến khi mà trái cây nó ra trái như này thì mình chủ yếu là quan sát có phát hiện ra cái bệnh thối trái hoặc là bệnh vàng lá hay không thôi. Đấy, nước thì ở dưới mình là phải cung cấp đủ nha các bạn. Nước thì đến cái thời gian này là nó cần rất là nhiều nước và phải đủ nước để cho cái trái nó phát triển nha. Đấy. Cây xịt thuốc thì có một số các loại thuốc sâu lá hoặc là thuốc phun vào lá, thì các bạn để ý là nên phun vào lúc chiều tối mát nhé. Đấy, dày nâu rồi đấy, phun chiều chiều á. Chứ phun ban ngày mà cây nó nắng quá, nó hấp thụ qua lá là cái lá nó sẽ bị hư nha. Đấy, phun nước thì ban ngày nước thì mình tưới nước nhiều thôi. Được chưa? Đấy. Bạn đi thấy không? Rãnh nào cũng vậy nha, rãnh nào cái trái nó lên quá trời trái luôn. Đấy. Nên anh em nhớ đăng ký kênh, hoặc là trong quá trình coi mà có vấn đề gì thắc mắc thì anh em cứ comment ở phía dưới video nha. Trong kênh của mình thì ngoài những cái video về ớt như này thì mình còn cập nhật giá đậu bắp, quy trình trồng đậu bắp, cà chua, cà tím, nói chung là tất cả những cái cây dưới miền Tây ấy, thì đều có trong kênh Miệt Vườn Trà Vinh nha. Nên mọi người nhớ follow kênh, đăng ký kênh ở phía dưới ấy, để mỗi lần mình ra những video mới nhất thì mọi người được cập nhật đầu tiên luôn nha. Sẽ có là những cái video rất là cụ thể, ví dụ như là quá trình làm đất hay là lên luống hay là bón phân, trồng cây non như thế nào đó, để mọi người có thể nắm bắt nha. Nên mọi người nhớ bấm nút đăng ký kênh ở phía dưới video nha. Đấy, có thắc mắc thì mọi người cứ comment ở phía dưới, mình sẽ hỗ trợ giải đáp nhiệt tình luôn. Cái gì mình biết thì mình sẽ hỗ trợ, còn cái gì không biết thì mọi người có thể chia sẻ thêm kinh nghiệm để mình học hỏi nha. Đấy, cái view ớt nhà mình đó. Đấy, sắp tới cái thằng này là thằng ớt tơ nha, ớt tơ này. Sắp tới xong thì mình sẽ kích để cho nó lên cái thằng lứa thứ hai nữa. Đấy. Ruộng này là ruộng ớt tơ, mình có cái ruộng ớt thu hoạch loại 2 nữa cơ. Nhà mình năm nay trồng khá là nhiều nha các bạn. Tưới cũng hơi mệt, sáng ra tưới là phải hết cái ruộng, hết nguyên cái khu này là phải mất nguyên buổi sáng. Rồi. Trong quá trình coi thì anh chị em nào có thắc mắc nhớ đăng ký, nhớ comment ở phía dưới video cho mình nha. Đấy. Có vấn đề gì kinh nghiệm hay về chia sẻ thì mọi người cũng cứ comment luôn, mình sẽ hỗ trợ cập nhật hết cho các bạn nha. Anh chị em nào mà quan tâm đến giá ớt ấy, nhất là quan tâm đến giá ớt thì nhớ bấm nút đăng ký kênh. Mỗi lần mình đi cân ớt về thì mình sẽ làm video cập nhật lên cho mọi người luôn nha. Rồi, xin chào và hẹn mọi người, gặp lại mọi người ở những video bón phân lần sau nha.